là do cô tự làm, tay chân vụng về tại cô thôi. Các người quá đáng rồi đó, loài người thấp hèn không biết điều, ngu ngốc. Cô có thấy những gì tôi thấy không vậy? Đôi mắt là mắt quỷ to gan, người dám xúc phạm ta, các người đáng bị trừng phạt nặng.